sông. Chùa An Lăng, niệm Phật đường An Lăng, đường Lương Văn Can, ngắn và nhỏ nhưng mà lại hội tụ quảng xá quá tơi luôn. Có đường sắt, đường dân sinh, đường Lương Văn Can là từ hướng ngoài Phan Chí Trinh chạy vào, rồi như đoạn đường thì có kết thúc có số nhà thì còn đúng ngoài 50 thôi này, đó một đoạn đường thôi. Đang số máy đây là kết thúc đường Lương Văn Can là số 56, là ngã ba Duy Tân. Về cùng tiếp tục nắng nóng nha bà con. Rồi em vui xin chào tất cả mọi người, ngày mới em chúc tất cả bà con luôn vui khỏe. Cùng em thăm Huế. Chùa Kim Quang, ở ngoài kia là An Lăng, trong này là Kim Quang, tại đường Duy Tân. Lúc này là 8 giờ 40 phút ngày 23 tháng 8 năm 2024, và dự báo tiết trời ở Huế ngày hôm nay, thời tiết dự báo từ 26 đến 36 độ C, cũng là những ngày nắng nóng. Đường Duy Tân thì đường có lăng tâm của vua Duy Tân. Đó, bên kia là hệ thống tâm lăng mộ là phía ngoài, bên ngoài là thành, phía bên kia. Lăng mộ đó. Ngày nay chắc cũng đã cho tham quan du lịch rồi chứ. Thì tu bổ sửa chữa mấy năm qua. Đó, Huế nắng nóng liên tục trong những ngày qua rồi bà con. Đây là một trong những công trình lăng mộ. Tại đường Duy Tân, phường An Cựu, Duy Tân thì ngược lại hướng của em thì sẽ đi lên ngã tư Bánh Bèo lên đường Nghĩa Bình, còn trước mặt thì là ra ngã ba đường Trần Phú, phường Phục Vinh.
À, song song với đường Lương Văn Cang chúng ta vừa đi là đường Trần Phú đó bà con. Đường ra về có cầu Kho Rèn. Rồi chuẩn bị kéo là xe. Có tàu đi ngang đó. Cầu Kho Rèn. Bên dòng sông An Cửu. Đó, nắng nóng gay gắt. Tiếp nhiên. Rồi giờ cao điểm thì nóng lắm. Nguyên quyến. Đoạn đường khá là ngắn. Giao nhau từ Phan Đình Phùng ra đến Nguyễn Huệ bà con. Vì nằm tại trung tâm những tuyến đường phố thì rất là xô bồ. Hàng quán kinh doanh làm ăn đông khách. Đó, xe chạy ghê chưa. Bên trái chúng ta là nhà thờ dòng chùa Cứu Thế. Mùa này những đoàn hành hương đi về cả kênh thánh địa tôn giáo khá là đông, thấy từng đoàn luôn. Đó, kết thúc đường Nguyễn Khuyến. Đây là Nguyễn Huệ, em đưa bà con đi qua đường Lê Hồng Phong. Lê Hồng Phong. Đây cuối đường sẽ có những cái khu chung cư lớn, khu ở tập thể. Bây giờ đang giải tỏa và chuẩn bị có những khu chung cư cao cấp mới đó trong vài năm nữa. Đây là những cái dãy
chung cư người ta bắt đầu tháo dỡ phá ra đây. Giờ nhưng mà dự án làm chắc cũng 2-3 năm sẽ có khu chung cư mới cho bà con này. Khu tập thể ở đây thấy mới nhà ở mới mẻ hơn, bởi vì khu nhà ở đã xuống cấp, đã đập phá tháo dỡ. Bên kia nữa, tuy nhiên nằm trong khu vực trung tâm Tây Lam cũng cái công tác giải tỏa rồi đưa người đi ở nơi khác chắc cũng khá lâu đây, sắp xếp cho phù hợp nữa cho bà con ở quen rồi mà bây giờ đi nơi mới phải đáp ứng đủ điều kiện cho bà con nữa, phải chờ đợi mấy năm sau khi làm xong chuyển về phức tạp đó. Ở đây là mặt cửa của những cái sư phụ dạy nhà chung cư đó bà con. Họ làm từng dạy. Rồi, chúng ta ra ngã 6. Sáu đường để về Bình Nghệ, Hùng Vương, Hà Nội là những tuyến đường lớn. Chúng ta đang hướng về khu vực có cầu Trường Tiền tại đường Hùng Vương. Bao nhiêu cửa hàng kinh doanh làm ăn tại đường Hùng Vương tầm mức xưa và nay. Rồi dần dần khách sạn lớn cũng mở mọc lên nữa. Cầu Trường Tiền dài 402,60 mét,
thuộc hồi năm 1991 đến 1995. Ta qua Tường Tiền. Nay đường Huế đi lúc nào giờ nào cũng thấy đông đúc cả. Nay cũng gần 9 giờ sáng đó. Giờ này thì có những cái công việc làm ăn khác. Người dân thì ngày càng đông, đến Huế làm ăn sinh sống nhiều, cho nên cầu đường bây giờ mở ra cũng nhiều. Rồi qua cầu, đèn xanh đèn đỏ, ngã giao nhau đường Trần Hưng Đạo. Bến xe đúng ba đông ghê chưa, xe đi về các nơi Vĩnh An, Phú Đa, Cầu Hai, Nông Trùi, hàng hóa giao thương đông đúc tại chợ Đông Ba ngày mới. Ngày hôm nay cũng là ngày kỷ niệm đây, 23 tháng 8 1899 và 23 tháng 8 2024, chợ Đông Ba đó bà con. Tối hôm qua thì có chương trình văn nghệ chào mừng kỷ niệm 125 năm tại đường đi bộ sông Đông Ba, tổ chức rất là lớn. Như vậy là chờ đã tròn 125 năm tuổi. Và ngày nay phát triển đến mức là hiện đại theo thời buổi ngày nay rồi. Nhiều bước tiến. Chờ Đông Ba 2024. Nơi tổ chức lễ kỷ niệm ngày hôm qua của chợ Đông Ba đó. Wow, đây cái bãi đầu xe. Ngày nay hiện đại thì sau thì có đường đi bộ đó, Đông Ba gia hội
thuyền ái xuôi ngược bến sông. Ông chở hàng phân khúc kháng, rất nhiều hàng hóa được bày bán. Bên dòng đông ba mặt mẹ những tuyến đường Huế xưa và nay luôn luôn số bộ tập nập, cảnh giao thương của bà con đi lại ngày mới làm ăn. Đường Huỳnh Thúc Kháng trước đây là đường Hàng Bè. Bên kia là cầu Đông Ba Đen, bây giờ là cầu Đông Ba. Cầu vượt qua hai tuyến đường đó. Bên này Huỳnh Thúc Kháng, bên kia Bạch Đằng. Cầu Đông Ba dạ. Vậy như hình ảnh Huế ngày mới hôm nay 23 tháng 8 năm 2024, Huế vẫn đang nắng. Dự báo tiết trời thời tiết ở Huế từ 26 đến 36 độ C nha bà con. Dạ, hy vọng mọi người biết thêm Huế cùng em ngày mới. Em sẽ còn tiếp tục gửi đến bà con những hình ảnh về Huế trong những tập tiếp theo. Và bây giờ em xin kết thúc video. Xem mọi người không quên nhấn like, đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi nhiều video mới em cập nhật về Huế. Và một lần nữa em xin chúc tất cả bà con mình luôn dồi dào sức khỏe, bình an trong cuộc sống. Em vui, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Qua cầu Đông Ba là đường Nguyễn Du rẽ phải. Cạnh buôn bán số bồ là